Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. WPS là gì? Ý nghĩa của WPS. WPS là viết tắt của thiết lập được bảo vệ Wi-Fi. Đó là một tiêu chuẩn bảo mật mạng không dây cố gắng thực hiện các kết nối giữa bộ định tuyến và thiết bị không dây nhanh hơn và dễ dàng hơn. WPS chỉ hoạt động đối với các mạng không dây sử dụng mật khẩu được mã hóa bằng các giao thức bảo mật WPA Personal hoặc WPA 2 Personal. WPS không hoạt động trên các mạng không dây đang sử dụng bảo mật web không dùng được, có thể dễ dàng bẻ khóa bởi bất kỳ tin tặc nào với một bộ công cụ và kỹ năng cơ bản. Trong thiết lập tiêu chuẩn, bạn không thể kết nối thiết bị không dây với mạng không dây trừ khi bạn biết tên mạng còn có tên SSID và mật khẩu của nó còn được gọi là khóa WPA PSK. Giả sử rằng bạn muốn kết nối một thiết bị như điện thoại thông minh của bạn với mạng không dây của bạn. Trên thiết bị của bạn, trước tiên bạn phải chọn mạng mà bạn muốn kết nối và sau đó nhập mật khẩu bảo mật của nó. Nếu không thực hiện cả hai bước, bạn không thể kết nối với mạng Wi-Fi. Nói đơn giản về WPS. Khi bạn bật WPS thì bạn sẽ không cần đến username, password hay gì nữa mà thông qua WPS trên modem và chức năng WPS trên thiết bị để kết nối với nhau. WPS được thiết kế để hỗ trợ kết nối Wi-Fi các sản phẩm khác nhau từ 802.11 Access Point, các adapter không dây Wi-Fi điện thoại và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. Làm sao để sử dụng được WPS? WPS đôi khi có thể đơn giản hóa quá trình kết nối. Đây là cách kết nối WPS có thể thực hiện được. Đầu tiên, nhấn nút WPS trên bộ định tuyến của bạn để bật phát hiện thiết bị mới. Sau đó, đi đến thiết bị của bạn và chọn mạng bạn muốn kết nối. Thiết bị được tự động kết nối với mạng không dây mà không cần nhập mật khẩu mạng. Bạn có Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Thể có các thiết bị như máy in không dây hoặc bộ mở rộng phạm vi với nút WPS riêng mà bạn có thể sử dụng để thực hiện kết nối nhanh. Kết nối chúng với mạng không dây của bạn bằng cách nhấn nút WPS trên bộ định tuyến và sau đó trên các thiết bị đó. Bạn không phải nhập bất kỳ dữ liệu nào trong quá trình này. WPS tự động gửi mật khẩu mạng và các thiết bị này ghi nhớ nó để sử dụng trong tương lai. Họ sẽ có thể kết nối với cùng một mạng trong tương lai mà không cần bạn phải sử dụng lại nút WPS. Phương pháp thứ ba liên quan đến việc sử dụng mã pin 8 chữ số. Tất cả các bộ định tuyến có bật WPS đều có mã pin được tạo tự động và người dùng không thể thay đổi nó. Bạn có thể tìm thấy mã pin này trên trang cấu hình WPS trên bộ định tuyến của bạn. Một số thiết bị không có nút WPS nhưng có hỗ trợ WPS sẽ yêu cầu mã pin đó. Nếu bạn nhập nó, họ sẽ tự xác thực và kết nối với mạng không dây. Phương pháp thứ tư và cuối cùng cũng liên quan đến việc sử dụng mã pin 8 chữ số. Một số thiết bị không có nút WPS nhưng có hỗ trợ WPS sẽ tạo mã pin khách hàng. Sau đó, bạn có thể nhập mã pin này vào bảng cấu hình không dây của bộ định tuyến và bộ định tuyến sẽ sử dụng nó để thêm thiết bị đó vào mạng. Mặc dù hai phương pháp đầu tiên rất nhanh, hai phương pháp cuối cùng không cung cấp bất kỳ lợi ích nào về thời gian cần thiết để kết nối các thiết bị với mạng không dây của bạn. Bạn phải nhập mã pin 8 chữ số đó và nhập mật khẩu mạng không dây cũng chậm. Phương pháp thứ tư để kết nối với mạng không dây thậm chí còn chậm hơn vì bạn phải truy cập phần cấu hình không dây của bộ định tuyến và nhập mã pin do thiết bị khách cung cấp. Nếu bạn muốn biết mã pin WPS trông như thế nào thì đây là mã pin được tạo bởi bộ định tuyến TP-Link Archer C1200. Mặc dù trên bộ định tuyến của bạn mọi thứ sẽ khác, quá trình kết nối các thiết bị thông qua mã pin WPS hoạt động giống nhau. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.